Ok, hello em đang quay trở lại với chân của mình nha. Thì mình là gì đây cho ai nữa. Rồi thì như trên màn hình thì anh em thấy đây là một cái sự kiện mới đúng không? Thì cái sự kiện này thì anh em sẽ nhận được cái vòng quay súng này. Đấy, về quay súng cũng như là cái vòng quay kim cương miễn phí 100% nha anh em. Đấy, cũng như là cái vật phẩm đặc biệt là cái bản vẽ này. Đấy, anh em lưu ý là anh em nạp kim cương vào thì anh em sẽ nhận nha, chứ không phải anh em sẽ mất cái số kim cương ấy. Anh em lưu ý cho mình được cả cái điểm này cho mình này. Đấy, anh em chỉ cần nạp vào 150 kim cương thì anh em sẽ nhận được cái bản vẽ này. Đấy, anh em lưu ý là anh em sẽ không mất đi cái số kim cương anh em đã nạp nha. Đấy thì mình thấy cũng khá là hay. Đấy thì anh em nộp 150 kim cương thì sẽ nhận được một cái bản vẽ thế này, thì mình nghĩ là cũng khá ok, khá là ổn đấy, không đến nỗi gọi tệ cho lắm đâu. Đấy, mức 400 kim cương anh em sẽ nhận được một cái vẽ quay vũ khí này. Đấy, mức 900 thì anh em sẽ nhận được x2 vẽ quay kim cương. Mình nghĩ nếu mà anh em nào mà muốn sở hữu được cái bản vẽ chế tác này, đấy bản vẽ chế tác này thì anh em nên, mình nghĩ là nên mua anh em ạ. Anh em nên nạp vào đấy, chỉ có 150 kim cương thôi, giá khá là bèo, mình thấy giá cũng khá là bèo ấy, không để nỗi gọi tệ cho lắm đâu. Ok thì bây giờ mình sẽ vào shop xem sao ô nha anh em. Ok, mình sẽ vào cái vòng quay may mắn để mình xem là cái bản vẽ này thì nó sẽ đổi được cái gì nha. Ok, mình sẽ vào cái vòng quay chế tác nha anh em. Thì ở đây thì anh em nhận được một cái viên đá chế tác cũng như là một cái bản vẽ. Thì anh em sẽ đổi được một cái nhân vật anh em ạ. Đấy, trong này thì anh em muốn đổi nhân vật gì thì cũng được. Trong này thì có hai nhân vật này. Thì hai nhân vật này mình đánh giá là cũng khá ok, khá là ổn. Bởi vì hai cái nhân vật này thì nó ra trong sự kiện tháng S anh em ạ. Cũng khá lâu rồi, cũng khoảng một tuần rồi ấy anh em ạ. Một tuần hay hai tuần gì đấy, mình nhớ không nhầm là như vậy. Cũng khá ok đúng không? Mình thấy là đánh giá hai cái nhân vật này cũng khá là ok. Nó có một cái skin khá là đẹp. Để chấp điển quân người luôn. Trông khá là ngầu đúng không? Đấy, rất chất luôn. Nếu mà nó đi bộ với nhau thì ở ngoài shop ấy thì mình nghĩ là có khá là nhiều người mua ấy. Đường này nó lại chui vào trong cái vòng quay chế tác nó ở. Trời. Trông cũng khá là ngầu thiệt. Đấy, rất là ngầu luôn. Mình thấy ấn tượng với cái nhân vật nam hơn. Nhân vật nam thì kiểu nó chất hơn đấy, nhân vật nữ thì ở cái kiểu như gọi là mình thấy không được ổn cho lắm. Ok, khá là chất anh em. Hiện tại mình có một cái viên đạn chế tác rồi đấy, chỉ cần một cái bản vẽ thôi thì sẽ đổi được cái này, cái bộ đồng phục này. Hiện tại trên cái sự kiện cái vòng quay này thì hiện tại còn thêm 5 ngày thôi. Cho nên thì mình nghĩ là nếu mà anh em muốn sở hữu được cái nhân vật này thì anh em nhân tay nạp vào 150 kim cương. Thế anh em lưu ý là anh em nạp vào thì nó sẽ không mất nha anh em. Nó sẽ kiểu như nó sẽ tặng cho anh em một cái bản vẽ miễn phí, còn số kim cương ấy thì nó giữ nguyên cho anh em. Đấy thì hiện tại cái phòng quay xuống thì nó cập nhật rồi anh em ạ. Đấy, khá là đẹp đúng không? Cái khẩu M451 thảm họa này thì rất là chất luôn, mình thấy khá là chất. Kiểu như nó là một cái vũ khí sinh học. Đấy anh em có biết cái bộ đấy, đây này. Đâu rồi? Đúng rồi, của cái bộ này nha anh em. Mình thấy nó khá là trùng hợp bởi vì nó ra cùng với cái nhân vật này. Cái nhân vật này thì cũng có tên là sát thủ sinh học. Bên kia là thảm họa. Nó khá là giống giống nhau đúng không? Đấy, skin của nó màu xanh giống giống nhau, rất là giống nhau luôn. Đấy, không biết là có anh em nào quay ra được cái nhân vật này chưa? Trông khá là cool ngầu luôn đấy. Rất chất. Đấy, khá là ổn đúng không? Đấy thì vừa nãy thì mình đã giới thiệu cho anh em cái sự kiện. Em có thể nạp vào 150 kim cương thì anh em sẽ nhận được cái nhân vật này luôn. Đấy, khá là dễ dàng đúng không? Đấy, nếu mà mình nghĩ là anh em nào mà mua thẻ bầu cực quá thì anh em có thể nhận được cái nhân vật này chỉ với 150 kim cương. Trong 150 kim cương thì giá nó cũng khá bèo đúng không? Rất là bèo luôn. Đấy, nhận miễn phí rồi còn lấy được cái bộ trang phục này miễn phí nữa, khá là ổn, khá là ok. Theo mình là nếu mà anh em nào thích thì nhân tay vào
chứ không thì cái sự kiện này thì nó sẽ diễn ra trong vòng ngày mùng 9 thôi, ngày mùng 9 đến ngày 13 đấy, trong ngày ở vòn vẹn 4 ngày thôi, 4 ngày sau ấy, vào xem lại đã sẽ chắc chắn nha, mà lỡ nhầm cái nữa là toi luôn. Ok đây này, nó sẽ diễn ra vào ngày mùng 8 nhé, mùng 8 đến ngày 13 đấy, có 5 ngày đây, chỉ còn 5 ngày thôi cho nên anh em cần phải nhân tay rút được cái này về, đâm nạp vào mức 150 kim cương sẽ nhận được cái bản đồ này còn vẽ khá là ổn, thân mình cũng khá ok ấy. Không đến nỗi tệ cho lắm, tuy hút máu nhưng mà hút máu ở cái dạng gọi là lừa tin nó thật luôn, nếu mà hút máu thể như thế này thì mình cũng không nên nạp vào đâu. Đây đường này thì miễn phí cho nên là anh em nạp vào thì nhận được cái bộ cái bản vẽ này, cho nên thì mình nghĩ là anh em nên nên nạp vào anh em ạ. Ok xem nào, vòng quay shop đấy, anh em lưu ý là ở cái sự kiện lần này thì cái bộ trang phục này thì nó cũng sẽ ra trong cái một cái shop huyền bí nhá, đấy cả bộ nhân vật nam và nhân vật nữ khá đẹp đúng không, nhân vật nam này đấy ở tay có xăm hình khá là chất đấy, anh em có thấy cái hiệu ứng skin ở phía bên tay trái không, khá là ổn đúng không, rất là chất luôn, như kiểu giang hồ vừa mới ra tù đấy, để nói đùa thế thôi. Ok vừa quay may mắn thì mình khá là ấn tượng với những cái vật phẩm ở phía trong cái vòng quay này, khá là chất luôn. Hiện tại mình vẫn chưa tải về bởi vì mình vừa xóa cái ứng dụng nền đấy. Đấy nếu như mà có điều kiện thì mình sẽ sở hữu những cái skin xuống trong này luôn, còn có một điều kiện chưa cho phép bên mà đây, có lẽ là để lúc nào giao hồi mình sẽ sở hữu những cái skin này sau. Đây này, thấy cái mặt nó cũng khá là ngầu đúng không? Bữa thì mình review thì thấy nó khá xấu bởi vì nó không có hiệu ứng ấy, giờ thì có lẽ là nên nghĩ lại rồi, trong nó có rất là chất luôn, chất lừ luôn này mà. Đấy cái áo thì nó có cái hiệu ứng rồi, cái trang phục áo thì còn phải nói luôn, Naruto nữa xem. Cái quần này mình rất là buồn cười luôn, nó y như gọi là cái gì nhỉ, em xem phim kiếm hiệp Trung Quốc chưa, nó khá là giống ấy, phù hợp với cái nhân vật Naruto này luôn ấy. Mình thấy khá là buồn cười. Ok cũng khá là ổn đấy, vòng quay vàng này. Hiện tại mình vẫn chưa sở hữu cái nhân vật Moco. À còn này, có vé quay miễn phí này em ơi, có 4 vé cho nên thì mình sẽ thử xem cái cơ hội may mắn của mình là bao nhiêu. Moco luôn, trời ơi, chỉ có kìa. Tại còn hai vòng quay thôi, cho nên trúng cái nhân vật Moco cho mình nào, à dày, ra sân. Rồi, còn một vòng thôi, cho nên trúng thế nào. Có lẽ số mình hôm nay mắc nhá, ồ toàn đủ ngày thôi. Đủ ngày thế này thì ai chơi bạn ơi. Rồi cái gì đây, sân mũ giáp nữa. Ok còn một vòng nữa, cho nên khô máu luôn. Rồi nào, khá là thốn đúng không, sân. Đây mình nhìn những cái free bên này mình quay. Không có vé à, thường thường nhận bên này sẽ có vé mà, khá là cay đúng không. Xem cái nhân vật Moco này nó cũng hơi khó để chơi ấy, có một vé của... đấy chỉ cần một vé thôi, xem không ra luôn vãi, số khá là mắc nhỏ. Cái nhân vật Moco này bữa thì đúng thật mình quay năm mấy vòng luôn, tuần trúng một ngày không ấy, cái là buồn, cái kết gọi là cái kết khá là buồn, cũng tùy theo cái độ hên xui của em thôi, anh em nào mà hên ấy giờ có lẽ là quay ra một phát là quay ra luôn đấy, nếu mà hơi hên hên xíu thì 2-3 phát 5-6 phát gì đấy, còn mình đúng thật là đen đủi cả năm luôn đấy, quay ra 50 phát mà không trúng cái không trúng phát nào luôn, rất nhỏ phải không. Ok thì cảm ơn em rất là nhiều vì đã xem cái video hôm nay của mình, vừa nãy mình đã giới thiệu cho em về cái sự kiện em nạp 50 kim 150 kim cương thì em sẽ nhận được bản vẽ cũng như là cái nhân vật thằng S này, mình thấy cũng khá là ok đấy, cũng khá là ổn,
Rồi thì cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem cái video hôm nay của mình. Rồi ok bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo của mình nha.